Giờ chuẩn bị đi Vũng Tàu tắm biển rồi. Rồi coi như là 6:30 sáng là mình đã tới trung tâm 7205D rồi nha. Thì bữa nay 28 Tết vắng que vắng quẻ. Có chiếc xe mình xe hơi rồi với 3 chiếc công. Rồi giờ đang chờ vô giờ làm việc để đăng kiểm nha. Hy vọng là đăng kiểm một nước một ok ha. Để khỏi mất công còn về ăn Tết nữa. Rồi 7 giờ rồi chưa thấy xe nào tới luôn. Có một mình xe của mình thôi. Rồi vậy là xong nha anh em, được thêm 5 nữa nha. Rồi như vậy là ok anh em ơi, giờ về ăn Tết thôi. Trưa 28 Tết nha, xong lúc 12 giờ. Ủa lúc lúc 8:40 anh em ơi. 8:40. Là mình xuống đây lúc 6:30 nha. 6:30 tới 8:40 ok về ha. Rồi chúc mấy anh em ăn Tết vui vẻ nha. Đây là cổng khu công nghiệp Mỹ Xuân nha. Mỹ Xuân, Vũng Tàu. Thì mình khám trạm 7205D nha. Chắc đi Vũng Tàu chơi luôn quá.